gì át sinh hai like cu lì cân 8 youtuber trên like bác gấu và cái kết bác gấu xem like mà há hốc cả mồm luôn, clip cực kỳ hấp dẫn, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Và đầu rất nhanh chóng, cu lì thấp máu vẫn đang cố gắng tả xung bí đột, lựa chọn quyền đến dép là đối thủ vẫn đang bắn tầm gần nhưng đó là một thứ hai đến một thành công. Nhưng quyền đến dép vẫn có điểm độc ảo đầy khiến cho cu lì đang xung bí độc ảo đi, đội hàng thấp máu vẫn có những thiếu máu đỏ nhưng vẫn phải nằm, nó còn lại là 2-2 nhưng không. Và bây giờ Diesel vẫn đang rất thấp máu và vẫn đang cố gắng gạt đi cả. Đường ập vào quá nhanh chóng và cuộc chiến được đưa về đó là 1-2. Và chúng ta cũng thấy rất đẩy vào rồi. OCTV với cái shot của trường tay ta được tính one shot, không thể làm gì hơn. OCTV đẩy vào rồi, cả slow nằm xuống. OC đã quay giữa đội hình của đấy. Chắc đó là một đèo. Ok, xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Quyền DZ. Thì ở phần đầu clip anh em thấy rồi gì nữa, đó là 8 youtuber giao lưu với nhau và bằng cực kỳ đà luôn anh em ơi. Bật gấu mình xem là há hốc mồm luôn anh em. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi giới thiệu lại 8 youtuber cho những anh em nào mà chưa xem nha. Thì youtuber thứ nhất đó là Đê Khang, Uli, ES Divo, OCTV, Vigamin, Quyền DZ, TDN và Caslow. Ok, thì trước khi vào clip thì anh em nhớ like và đăng ký kênh giúp mình với nha. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào clip luôn anh em ơi. Cái trận này Duyên sẽ bất lợi dành cho đội đến khi đi vào. Bắt đầu bị bao vây đây, TDN đang là cái lựa chọn đầu tiên. Khi đâu ao đi. Và khi đang là fan không có nhưng sẽ có những tiểu ứng mà họ sẽ gạt được với những hở trần. Và cái trận bắt đầu gặp khó khăn hơn dành cho Tuna khi họ bồi bày binh bố trận một cách không hợp lý chút nào cả. Vâng, và chúng ta bây giờ sẽ là lợi thế rồi. Nhưng họ đã khiến lâm tâm. Đó là cu đi. Vãi nồi thật anh em nhờ. Anh em nhìn xem thấy cu ly bằng lục bạc như thế nào anh em. Tôi xem cái phá này mà tôi thấy khiếp luôn anh em ơi. Thì ở trường hợp này thì team tôi chia góc ra, một người một góc để ngồi ké cu ly và tìm bằng nha anh em. Thì ngay lúc đó là tôi nghe tiếng chân rồi, nhưng mà cu ly nhảy xuống quá nhanh anh em ơi. Nó chơi hai thằng hai phát là tôi khiếp luôn anh em. Đấy anh em thấy chưa, bắn hai thằng hai miếng, tổng hai viên luôn anh em, ba viên, hai viên đó thấy chưa? Kỹ năng bắn đầu của cu ly là rất là ghê luôn anh em ơi. Đây thì trên màn hình chúng ta thì thấy 8 youtuber chưa anh em? Đó, team A và team B thì tôi nằm với Đê Khang là ở team B. Đây anh em thấy team nào thắng thì anh em hãy comment là bạn đúng nhất của anh em vào bên dưới nhá. Rồi còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục reaction thôi anh em ơi. Đây anh em ơi, xem cái pha này anh em này, nó cầm lục bạc nó bắn cực kỳ ghê luôn anh em ơi. Đấy anh em cùng tôi xem pha này này. Đây thì ở khúc này thì team A chia góc ra để ngồi kế team của tôi anh em nhá. Cu ly rất là khốn luôn, cu ly bắt cua lên mái nhà rồi cu ly cưng bao luôn anh em ơi. Đấy xem rất là thông minh luôn anh em. Một phát ở đâu này đấy anh em thấy chưa? Này thì thấy chưa anh em? Bắn rất one shot rất là ghê luôn. Đây con thằng ở trong nhà này. Đấy. Này thì nóc mình chưa. Ông bằng youtuber mà giống như ông đi leo rắn bằng bọt đấy. Và đây là góc quay của bác gấu anh em nhá. Góc quay này thì có bình luận viên nữa. Mời anh em xem lại pha xử lý rất là thông minh của cu ly này. Và dường như chúng ta đang thấy được là đây là một trận đấu thực chiến, cho nên là sẽ có được một sự cân bằng nhất định, không chênh lệch quá nhiều. Nhưng đó là một tình huống cu ly bắn quá tốt. Cu ly vừa nghe xuất theo lại là một người nữa phải nằm xuống, đó là TDN với một pha headshot double kill cho anh chàng cu ly. Vâng, vẫn đó là đội A giành được một trận đấu giành chiến thắng quá nhanh gọn. Và đây là pha này là bốn thằng luôn anh em nhá. Cu ly nhảy xuống là gặp bốn thằng luôn anh em này. Đây thấy quá cu ly ơi. Đấy anh em thấy chưa, bốn thằng youtuber nhưng không phải là bằng rắn bình thường đâu anh em nhá. Đây mời anh em xem cu ly xử lý này. Có được một cái sự gì đó chưa được là chuẩn chỉ, nhưng em kiểu cái chiếc quay chạm cu ly quá nhanh, một tình huống chơi có thể nói là quá hay quỳ. Nhưng bên kia tên đến đó nằm xuống để khảm cũng vậy, ở bên đây cu ly nhảy ra mà một tấm này là quá mạnh tốt vì cái mình nằm xuống. Cu ly tiếp tục được một người nữa, ở bên kia cu ly cố gắng, Castro còn lại một mình mà thôi. Castro đang rất cố gắng, nhưng Castro cùng với OCTV đang làm tốt. Ở bên kia vị trí quay chạm để khảm cũng vậy, đội đã có quá căng luôn anh em ơi. Đấy thì pha này anh em xem cu ly cầm mơ từ 1887 cưng ba youtuber anh em này. Bên ngoài nó chỉnh lưu đạn rồi. Đây pha này đẩy ra này. U mà sao mơ 1887 cu ly bằng 3 viên luôn anh em nhỉ. Đấy cho anh em bằng 3 viên luôn này. Một thằng này chạy thì chạy ngạo này. Đây bên ngoài con thằng này. Được khéo luôn. Hai thằng. Này thì chạy cũng rồi, một viên ngay đâu này. Này thì chạy hai thằng, con thằng cuối. TDN thấy đúng đường gục nó bỏ chạy rồi. Chạy lướt sau nhà rồi anh em ơi. Rượt theo luôn. Chạy đi đâu cho thoát. Bên team tôi còn ba thằng luôn mà. Đây ngoài thùng cung này. Thùng cung này một viên DE rồi. Thùng cung
tấm vầy ghế thực anh em ấy. Rồi thì ở trường hợp này cầm DE nữa, rồi ông cầm DE thì coi như là xác định địch luôn anh em ơi. Một viên. Gì vậy cu ly? Một viên này đấy. Còn này thì vậy, này thì vậy, quá đẳng cấp. Tôi phải khen một điều là cu ly sử dụng bao tay mà cu ly bắn rất là chuẩn luôn. Thì tôi có thử sử dụng bao tay nhưng mà tôi bắn không quen anh em ơi. Đấy anh em thấy chưa, cu ly sử dụng bao tay mà bắn đám rất là dính luôn. Mình không hiểu sao mà mình cầm bao tay mình bắn nó bị nhầy nhầy, nó bị trôi luôn anh em ơi. Đấy anh em thấy chưa, nó bắn sao nó cũng có một viên bao đầu ở đây nè mà. Nó bắn bao tay nó bắn giỏi thật chứ. Thì ở đây có anh em nào mà sử dụng bao tay để chơi game không? Nếu mà anh em nào sử dụng bao tay thì anh em hãy comment vào bên dưới nha. Đây nó cứu. Ô gì vậy? Nào cứu. Rồi, xong rồi, con đi khang. Tế khang này còn một thằng cuối. Hãy quả đi khang ơi. Này đi đâu với Đế Khang? Đế Khang cũng là một con nhận mà game thủ là rất là hay luôn anh em ơi. Đế Khang là kỹ năng xử lý rất là hay. Bằng thì one shot thì không bằng cu ly, nhưng mà xử lý của Đế Khang là rất là thông minh luôn. Đây thì ở pha này thì anh em xem góc quay của Bắc Gấu ấy. Góc quay của Bắc Gấu là cực kỳ hấp dẫn luôn. Góc quay giống bằng dài anh em. Đây tôi thấy trên tay là cầm khẩu lục bạc rồi đây. Anh em xem cu ly bằng lục bạc này. Chạy à này. Chạy vì chúng tôi hay quá, bằng ghế thế. Chạy á, hai viên hai thằng này. Đấy, đấy anh em xem góc quay của Bắc Gấu này. Lựu đạn đầy hai quả lựu đạn bắt đầu ném vào Đế Khang hơi khó khăn. Hào quang mình được khi mà lên nhưng đó là cái phản kháng chất lượng ở đây. Nó rất đánh chép khiến cho cu ly cũng phải bách về khu gần đồng đội hơn mà thôi. Và chúng ta thấy rằng với cái thế thiết lập như này thì đặc biệt anh chàng cu ly đã bị bắt xuống rồi. Đế Khang quản lại cũng thấp máu. Đấy, đó là một tình huống cu ly bắt. Đấy, double kill cho cu ly rồi. Đấy, những trận rắn như thế này là gọi là trận rắn lịch sử luôn anh em ơi. Từ xưa giờ không có cái trận rắn nào mà các youtuber mà cuộc chiến nhau như thế này đâu. Thì theo như thông tin mình nghe được thì các youtuber đang hẹn nhau để chuẩn bị lại là hùng chiến giống như là clip này lại anh em nha. Thì hiện tại các bạn đang lên kèo và lên lịch để quay lại một cái trận lịch sử như thế này luôn anh em ơi. Đấy thì mời bình luận viên các thứ các kiểu để cho chúng chuyên nghiệp ấy. Thì nếu có lịch thì mình sẽ công bố ở trên kênh YouTube của mình nha anh em. Thì anh em nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi những cái thông tin mới nhất của mình đăng lên nha anh em. Thì khả năng nằm trong tháng này hoặc là 1-2 tuần nữa thôi anh em. Thì có một số bạn đăng ký với học ấy nên cho nên là chưa xếp lịch được. Và đây là góc quay của Đế Khang. Thì Đế Khang bị cu ly bắn vỡ đầu này anh em. Đây cho anh em xem này. Đấy anh em thấy chưa, lũ cái đầu ra là bấy đầu thôi à. Đây là toàn người có kỹ năng cao thôi. Đấy phía dưới bốn thằng, hai thằng phía dưới xuống luôn cu ly ơi. Hai thằng nó đang kè góc ở nơi chỗ bơ tướng này. Này thì một thằng, con thằng nữa, con thằng nữa. Này thì hai thằng, hay quá cu ly ơi, đẳng cấp. Em mà cu ly bằng tôi luôn anh em. Cu ly bằng tôi mà tôi kêu đẳng cấp quá anh em ơi. Đấy thì ở pha này thì hai thằng cùng lên cu ly này. Đây. Cùng với cu ly hả? Gạt luôn ly ơi, gạt luôn. À còn một thằng chạy lên. Đạp lưu con ly ơi. Nó bò vào góc nó cứu kìa. Này thì bò vào góc hả? Rước lấy lâu luôn, đẩy lấy lâu luôn. Đây sau nhà này. À rất khôn. Một viên ở đâu rồi? Một viên ở đâu? Hay quá, xử lý phải nói là đẳng cấp. Và đây, để mình sẽ chuyển sang góc cam của Đế Khang này. Đế Khang hay quá, Đế Khang ơi. Đế Khang lắc lẻo ghế luôn anh em ơi. Đấy, anh em thấy Đế Khang lắc ghế không? Đó, có tôi nữa anh em này. Đó, này kia tôi đang bơm rồi. Đế Khang vừa nãy bằng A đúc phá một phát hay quá. Thì anh em biết kỹ năng của Đế Khang rồi gì nữa. Đế Khang là 1910 với là cu ly đấy. Đấy vừa bằng pha A đúc hay đấy. Pha này Đế Khang cầm 1887 qua cứng 3 anh em này. Đế Khang hơi lòm nha Đế Khang. Tụi nó đạp lửa vào này. Chạy Đế Khang ơi. Nó cũng vào lúc kia. Bên ngoài mà. Nhảy vào này. Hình như cu ly hay sao ấy. Cu ly hả? Cu ly với chúng tôi. Oxy TV anh em ơi. Hay phun đỏ luôn. Toàn những thanh niên buộc đầu ghế thật. Này đi đẩy qua chúng tôi hay quá đi kháng ơi. Đây Vigamin đẩy qua này. Vigamin trời. Vigamin bằng ghế anh em ơi. Đây phá highlight của Đế Khang này. Đế Khang mơ 1887 cứng 3 này anh em. Thì Đế Khang cầm mơ 1887 thì anh em biết rồi gì nữa. Này thì Vigamin bảo thù là một thằng ngay đầu này. Không phải Vigamin đây này. Còn thằng nữa Vigamin này, một thằng nữa, hai thằng, bên thằng, một cưng hai. Một cưng hai cu ly à, cu ly hay sao á. Cu ly trời ơi, thằng con oxy bằng ghế lắm anh em ơi. Oxy thao tác rất là nhanh luôn, được gọi là thần gió đấy. Ok, chúng ta quay về vị trí của cu ly nào anh em ơi. Cu ly đang trên cầm tay cho mình là khẩu DE, một viên rồi, thấy chưa anh em. Headshot. Đấy, chạy ra đây. À, thanh niên chạy ra. Thùng gỗ hả, đẳng cấp quá.
còn hai nó cứu nó kìa, bên kia nó cứu rồi. Pha này là còn tôi với Guli này. Đấy, tôi đẩy qua hỗ trợ Guli luôn. Bên kia nó cứu lại một hai, một viên, nửa cái rồi. Còn hai, ba bằng hai. Đục kéo luôn. Hai. Đi kháng cục rồi. Còn một. Trời có mẫu nó luôn Ly ơi. Trời, gì tôi nhảy cà lăng vậy? Cà lăng hả? Cà lăng hả? Hay quá. Thì trận giao lưu này thì team tôi và Guli và Đi Kháng đã giành chiến thắng anh em nha. Thì những anh em nào mà yêu mến mình và Guli và Đi Kháng và các YouTuber khác ở trong trận giao lưu này thì anh em nhớ like và đăng ký kênh giúp các bạn với nha. Rồi, clip cũng dừng tại đây luôn anh em ơi. Cảm ơn anh em này giờ đã xem video nha.